Hello, xin chào các em nhé. Này chúng ta cùng nhau để đi săn đồ chơi nhé. Ta có một cái rổ đây. Để ra đằng này xem có đồ chơi gì không các em nhé. Ý, ở đây có một hộp đồ chơi này các em này. Xem nào. Wow, một hộp đồ chơi rất là mới luôn này. Đây là bộ đồ chơi đội chó cứu hộ này. Đó, rất là mới nha. Bóc luôn xem nào. Chơi này rất là mới luôn nha. Đây là bạn Sky này, đó, bạn này thường cứu hộ bằng máy bay trực thăng nha. Chó cứu hộ cảnh sát này. Đấy, bạn này thì sẽ thường cứu hộ ở dưới nước này. Đó, rất là nhiều nha. Đây là anh Rider, chó cứu hộ xe cứu hỏa này. Cho cơ hội màu xanh nữa này. Rồi, ok. Tiếp tục đi ra ngoài xem có tìm được đồ chơi gì nữa không nha. Ý, rất là nhiều cây cối đây. Ý, wow, ở đây rất là nhiều đồ chơi luôn này các em này. Ý, có cả mặt nạ này và rất là nhiều xe ô tô này. Ý, trên kia cũng có nữa này. Ồ, bên này có cả các con vật này. Ồ, rất là nhiều đồ chơi luôn nhé. Tôi sẽ nhặt bên này trước đi. Rất là nhiều đồ chơi. Xem nào. Đầu tiên này, một con cua. Cua màu đỏ này. Tiếp theo, đây là một bạn Roboca biến hình. Bạn này là bạn là Roboca cứu hỏa nha. Sẽ biến hình thành Roboca hoặc Robot cứu hỏa đấy. Mặt nạ này, mặt nạ Iron Man. Tiếp tục, đây là mặt nạ của người nhện nha. Ý, ok, xem có xe gì nữa nào. Ý, có âm thanh này các em này. Một chiếc xe buýt 2 tầng. Nhấp nháy bên trong này. Đồ chơi xe buýt 2 tầng này. Tiếp tục này. Một bạn xe trộn bê tông này. Đây cũng là bạn là Roy trong phim hoạt hình này. Xe trộn bê tông nha. Tiếp theo nào. Tàu hỏa này. Bạn này là bạn gì đây? Một bạn xe tải. Chạy đánh đà rất là bon luôn này. Trời ơi, gió đấy. Tiếp theo, xe cần cẩu này. Đấy, có cái móc cẩu này. Xem nào. Đấy, bánh đà nha. Ok, sẽ là nhiều đồ chơi luôn các em nhé. Tiếp tục này, xe tải McQueen này. Ê, xe tải màu đỏ nha. Rất là đẹp luôn. Trời đấy, đây là phần thùng của xe tải này. Ok. Ê, một chiếc xe màu đỏ rất là đẹp luôn này. Xe rất là to nha. Ê, cái phụ xe này. Ê, wow, rất là nhiều đồ chơi luôn. Tiếp theo này, xe cứu hỏa này. Ê, xe được nha. Đây là một chiếc xe cứu hỏa nữa này. Chạy bánh đà nha. Xem nào. Đấy, cần này có thể kéo dài ra được này. Xoay này. Đấy,
Chào đấy. Tiếp theo bạn xe móc nữa này, bạn này bị tuột cái móc ở trên rồi. Thì rất là đẹp luôn các em nhé. Ok, cho đây này. À, trên này có một chiếc xe địa hình này. Chiếc xe địa hình màu cam rất là đẹp luôn các em này. Đây, bánh xe rất to này. Đó. Đẹp chưa? Cho ra đây. Rất là nhiều đồ chơi nha. Tiếp tục sang bên này xem nào. Ở đây có hai con vật này. Xem là con gì đây. Một con cua. Đấy, cua rất là to. Cho gió đấy. Tôm này, tôm hùm này. Trong này hình như có gì đó này các em này. Xem nào. Ý, ở đây còn có đồ chơi nữa đấy. Đào lên cho này nhé. Một chiếc xe mô tô này, xe mô tô màu đỏ này. Ý, có cả người lái bên trên luôn nha. Xe mô tô. Ý, ở đây như là chú Iron Man này. Người sắt này. Ý, bị cụt chân luôn rồi. Người sắt này. Tiếp theo xem nào. Tàu hỏa này. Tàu hỏa màu vàng nha. Tàu hỏa và san ủi luôn này, xe san ủi. Con gì đây? Một con voi. Ê, con voi rất là nhỏ này. Ở đây nhá. Còn một chiếc xe gì đây này? Một chiếc xe môi trường nha. Xe chở rác. Xe chở rác màu xanh này. Xem ở đây còn gì nữa không các em nhé. Hết rồi đấy. Rồi. Này ta đã tìm kiếm được một giỏ đồ chơi đầy luôn này các em này. Rất là nhiều đồ chơi luôn. Rất là nhiều xe ô tô này. Cả các con vật luôn nhé. Thì đủ loại xe luôn. Siêu nhân này. Tàu hỏa này. Xe mô tô này. Xe chữa cháy. Ok. Rồi bây giờ sẽ mang các cái chiếc xe đồ chơi này về thôi nha. Rồi xin chào các em nha.